bà kia. Ủa, nói chuyện điện thoại với ông Hùng xong sao mặt mày ông bần thần bộ, có chuyện gì hả? Có chuyện chứ. Chuyện gì vậy? Trên trển đòi cuối tháng này là cho con Trinh với lại thằng Ba Khía đám hỏi kìa kìa. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, sao mà nhanh dữ vậy? Rồi làm sao nhà mình chuẩn bị kịp? Người ta không cần chuẩn bị gì hết á. Nói là mình là cứ giác cái thay lên trển là được rồi, trển họ lo hết. Đúng là nhà đại gia có khác ha. Từ rày trở đi thằng Ba Khía nó sẽ được giàu sang, nhà mình cũng được hưởng phước ông ơi. Phải chị con Út mấy nó cũng được vậy thì hay biết mấy. Hay thiệt luôn á, má cứ bài ca cũ rích này á, má ca hoài à. Chỉ có má là má mới ham giàu sang phú quý thôi. Còn con á, con chỉ thích người nào thương con thì con mới sống được thôi à. Cái con nhỏ này ngu. Lấy người mày thương cho giống thằng Lịch hả? Đó, bây giờ mày nhìn nó coi, nhìn coi nó có ra hồn ra dí gì không. Cũng may là tao ngăn lại, mày phải cảm ơn tao thì đúng hơn. Thưa tía, thưa dì, con mới về. Bỏ ba lô xuống đây, ngồi tao hỏi chuyện chút coi. Ủa sao cái chuyện cưới xin nó gấp dữ vậy? À, bây giờ tôi mới sực nhớ ra nè. Hay là con với con gái người ta đã... Đã gì vậy má? Thì bác sĩ biểu cưới đó. Ủa, tự nhiên tía với má không biểu cưới mà bác sĩ biểu cưới là sao tía? Mày là bắt đầu cái đầu mày bắt đầu não nó nhũn nhũn ra giống như má mày rồi đó nghe. Ông nói kỳ. Nó cứ ngơ ngơ như bò đội nón. Ý là nói là con kia có chữa đó, hiểu không? Trời. Không có, làm gì có chuyện đó. Biết mà, tía tin mày mà. Thằng này đâu phải cái thằng mà tầm bậy tầm bạ mà chăng qua rồi này nọ đâu mà. Tôi nói giỡn thôi, không làm gì dữ vậy. Vậy chứ không phải chuyện đó thì là chuyện gì? Dạ, ý đó của bác Hùng thôi. Bác Hùng muốn xúc tiến nhanh để thuận tiện cho công việc kinh doanh của hai bên. Vậy chứ ý bà làm sao? Bà không có ý kiến gì à? Dạ, bác Hùng đã quyết thì cứ làm theo vậy đi. Chuyện này để nói sao được không tía? Con thấy hơi mệt, con vô trong nằm nghỉ chứ. Khoan, tía nói cho con nghe nè. Dù gì á, cái chuyện cưới sinh á là cũng chuyện hệ trọng cả cuộc đời của mình. Bây giờ ý kiến của mình như thế nào, mình phải nói cho người ta biết. Làm nhanh hay là làm chậm là do con nữa, chứ không phải là họ đặt đâu mình ngồi đó đâu có được con. Nè, con đừng có gì lo cho gia đình này mà làm ảnh hưởng tới hạnh phúc tương lai của tụi bay là tía không có chịu à. Thiệt tình á là dì cũng mừng cho con đã lấy được cái người giàu sang để mà đổi đời. Nhưng mà nghĩ lại thì lấy người con không thích á, dù con có ngồi trên đống vàng con cũng khổ. Vậy sao mà cứ ép con lấy chồng đại gia làm chi hoài vậy mày? Thôi con vô nghỉ ngơi đi. Nó con trai khác, mày con gái khác. Má cứ bài ca này ca hoài à. Con cái lớn rồi, vợ đủ lông đủ cánh rồi nó vậy đó.